Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với phần 52 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Sau đây xin mời mọi người hãy xem cái phần giải thích cái tựa đề của phần 52 này nhé. Liễu Ninh là Liêu Ninh, tên một cái thành phố ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Liễu Ninh Ta Chịa, một bà chị ở vùng Liêu Ninh, ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Yi Tian Zuo, mỗi ngày làm 4000 cơ hoa múa. 4000 cơ hoa múa là 4000 cái bánh hoa, bánh bột hoa. Hoa múa là bánh bột hoa. Mình cũng không chắc cái tên gọi mình tự đặt như vậy. Mọi người biết nó là tên gì thì hãy cho mình biết nhé. Chút xíu nữa mọi người sẽ thấy cái hình của nó. Liễu Ninh Ta Chè Yi Tian Zuo 4000 cơ hoa múa. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần để xem có nắm được nhiều không. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành phân tích. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. Lý Xin sư Trung của Liễu Ninh Rễn. Ta tờ cung zuo sư zuo hoa múa. Trung Quốc xin nền khoai tò lờ. Chơ sư ta yi nền lì zui mãng tờ sư hô. Zuo yi cơ hoa múa yêu hẳn chẳng sư chên. Ta hờ thống sư mân. 一天能做4000个花馍。他们每天早上6点开始工作，下午6点回家，一天工作12个小时。Đó là nội dung của cái đoạn văn ngắn này mọi người vừa rồi nghe và có nắm được nhiều không ạ? Sau đây mình sẽ giải thích nội dung chi tiết nhé. Xin mời mọi người tham khảo. Lý Xin. Nỉ là họ Nghê, cái họ này mình thấy không có xuất hiện nhiều lắm ở trong tiếng Việt của mình, không thấy nhiều, không thấy người Việt có họ này nhiều. Và từ Xin là từ hân, hân hoan á, có nghĩa là vui vẻ. Nỉ Xin là một tên riêng. Nê Hân, sư Trung của Liễu Ninh Rễn là người ở tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc. Tha tờ cung zuo, công việc của chị ấy, sư zuo hoa múa là làm bánh bột hoa, mình vẫn tạm dịch như vậy. Rồi bây giờ hoa múa cái hình thù nó như thế nào? Xin mời mọi người xem cái hình của nó nhé. Đây là hình của hoa múa đây. Ở ngoài bằng bột và nó có một cái trái táo đỏ ở bên ngoài nữa, trái táo đỏ là trái táo khô. Đó là bột, dạng bánh bột như vậy đó. Hoa múa. Thì nếu ai biết tên của cái bánh này là gì thì hãy viết vào trong phần comment giúp cho mình nhé. Cảm ơn mọi người. Và tiếp theo đây, Trung Quốc xin nền khoai to là Trung Quốc xin nền là năm mới của Trung Quốc, tức là cái ngày Tết á. Thì trong phần lưu ý bên dưới là Trung Quốc xin nền là mình để bằng với Xuân Chỉa, tức là cái ngày Tết mà Tết truyền thống chứ không phải ngày Tết dương lịch nha. Trung Quốc xin nền khoai to là ngày Tết truyền thống của Trung Quốc. Khoai cái gì đó là sắp, khoai to là sắp đến rồi. Y nén lì zui mãng là bận nhất trong một năm. Y nén lì zui mãng tờ sử hô là cái khi. Đây là cái khi bận rộn nhất hoặc là cái lúc bận rộn nhất trong một năm. Đó, chúng ta dịch như vậy. Trung Quốc xin nén khoai to là trơ sư tha y nén lì zui mãng tờ sử hô. Zuo yi ge hua muo làm một cái bánh bột hoa này, yao hen chang shi jian, cần rất nhiều thời gian. Yao hen chang shi jian, hen chang shi jian là một thời gian dài. Thì chang shi jian trong phần lưu ý ở dưới mình có thể nói là yao hen jiu cũng được, mình có cái cụm thay thế như vậy. Zuo yi ge hua muo yao hen jiu hoặc là yao hen chang shi jian. Ta he tong shi men, ta hợp thủ sư minh, chị ấy và các đồng nghiệp, yi tian nen zuo, một ngày có thể làm 4000 cơ hoa múa, 4000 chiếc bánh bột hoa như vậy. Mình đọc lại, zuo yi ge hua muo yao hen chang shi jian, ta hợp thủ sư minh, yi tian nen zuo 4000 cơ hoa múa. Ta men mei tian zao shang 6 dian khai shi gong zuo. Họ bên đây là họ, mì đến chào sáng 6 giờ sáng mỗi ngày.
Mỗi thiên chào sáng 6 điện khai sử công dô là bắt đầu làm việc. Xa ủ 6 điện khủy giá. Xa ủ 6 điện khủy giá 6 giờ chiều thì về nhà. Y thiên công dô 12 cơ giờ sửa. Mỗi ngày hoặc là một ngày làm việc 12 tiếng đồng hồ. Thì ta lưu ý là từ xèo sửa bằng với từ trung thổ. Có thể dùng từ trung thổ cũng được. Trung thổ là từ thiên nguyện văn nói hơn. Như vậy là y thiên cung dô 12 cơ xèo sửa thì mình đổi là 12 cơ trung thổ cũng được. Không sao cả. Thì đó là nội dung chi tiết của cái bài văn ngắn này. Sau đây xin mời mọi người đọc theo mình một lần nhé. Lý xin sư Trung Quốc Liễu Ninh Rền. Tha tờ công dô sư dô hoa mổ. Trung Quốc xin đến khoai đào lờ. Chơ sư tha y nền lì dây mạng tờ sử hô. Zô yi gơ hoa mổ. Yào hẳn chẳng sử chén. Tha hờ thống sư mân yi thiên nâng zô. Sư chén gơ hoa mổ. Họ mỗi ngày sáng 6 giờ bắt đầu công việc. Sáng 6 giờ về nhà. Một ngày làm việc 12 giờ. Và sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc nhanh lại một lần, mọi người cố gắng luyện nghe thật là nhanh để khi mình tiếp xúc với người bản xứ mình có thể nói nhanh với họ. Vậy vì họ thông thường họ nói nhanh hơn mình cái tốc độ mình học ở đây, nên là mình tập đọc thật nhanh, nghe thật nhanh thì khi họ nói nhanh mình nghe được và mình trả lời phản ứng lại cũng nhanh. Mọi người nghe mình đọc lại một lần với tốc độ nhanh hơn một chút nha. Phần này dành cho những bạn nào cố gắng chú ý luyện phần nghe. Ta bắt đầu nào. Lý xin sư Trung Quốc Liễu Ninh Rền. Tha tờ công dô sư dô hoa mổ. Trung Quốc xin nền khoai đào lờ. Chơ sư tha y nền lì dây mạng tờ sử hô. Dô y cơ hoa mổ yếu hẳn chẳng sư chén. Tha hờ thống sư mân y nền nâng dô sư chén cơ hoa mổ. Tha mân mỗi thiên chào sang 6 điện khai sử công dô. Xa ủ 6 điện hủy giá. 一天工作12个小时. Và đến đây là kết thúc phần 52 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn trình độ sơ cấp. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Mọi người nhớ đăng ký nếu chưa đăng ký để mình nhận những cái thông tin có video clip mới. Và like cho thầy để thầy cảm thấy vui. Đó là sự ủng hộ về mặt tinh thần. Xin chào mọi người.